Có bốn loại người. Một là họ nói tôi không có hại ai, nói họ xấu họ không chịu. Nhưng sống với cuộc đời này, mình được sự giúp đỡ rất nhiều mà mình không giúp đỡ lại thì mình cũng chưa thực sự tốt. Không tốt là tức là không hay rồi đấy. Hạng người thứ hai là người tốt do bố thí chia sẻ. Hạng người thứ ba tốt do biết giữ giới. Hạng người thứ tư tốt do bắt đầu chuyển hóa nội tâm của mình. Bố thí là được cái thứ bên ngoài mình có về vật chất, mình sẽ nhận được cái gì mình cho. Giữ giới là mình được cái thân tướng này về sức khỏe, về tuổi thọ, về hiểu biết, về độ lanh lợi, về quyền lực, về danh vọng. Còn nội tâm của mình nếu tu thiền thì mình sẽ được sự bình yên, mình sẽ được sự bao dung, mình sẽ được cái trí tuệ. Đây là phóng sanh thì phước lớn, nhưng mà phước không lớn bằng cái việc giữ giới cấm không có sát sanh của Phật và nâng cấp cái không có sát sanh đó thành cái ăn chay luôn. Thì phóng sanh là phước lớn, nhưng mà nói ăn chay không có phước lớn là không đúng. Nếu không có ai ăn thịt chúng sanh thì sát hại làm cái gì? Còn ăn chay mà vì sợ mình tạo tác, tức là vì mình mà giữ giới, thì đó là chưa có sinh phước nhiều, tránh ác thôi. Nhưng mà vì chúng sanh, sợ chúng sanh đau khổ mà mình không có muốn làm khổ chúng sanh cho ba tất lưỡi của mình, thì đó là phước rất lớn, vì lòng từ bi mà không có ăn mặn, ăn mạng chúng sanh. Cho nên bố thí không bằng giữ giới là vậy. Mình cho rất nhiều tài sản, chia sẻ rất nhiều vật chất ở kiếp trước, nhưng mà mình không có giữ giới, không có trộm cắp. Thành ra kiếp này có tiền rất nhiều, vô rất nhanh, nhưng mà tiền ra cũng rất nhanh, vì mất, vì được mượn, không trả hay là bị ăn trộm cắp. Kiếp trước mình giúp người ta giữ gìn sức khỏe bằng cách là chia sẻ cái tiền tài, vật chất, cái công sức, thuốc men để trị bệnh cho mọi người. Nhưng mà mình không có giữ giới, không có sát sanh, mình sát hại rất nhiều, thành ra kiếp này mình có sức khỏe rất tốt nhưng mà chết yếu. Nhưng mà giữ giới thì phước báo lại không bằng tu thiền. Chỗ nào? Ví dụ kiếp trước mình chung thủy một vợ một chồng, kiếp này mình cũng có cuộc sống hạnh phúc, thủy chung một vợ một chồng, người ta sẽ đáp lại những gì mà trước đó mình cho. Nhưng mà hai người lại quấn quýt với nhau, rời xa thì tâm bất an lo sợ, không biết họ ăn sao, họ ngủ làm sao, họ ăn ngon không, họ ngủ ngon không, ăn lo lắng chuyện mà nó xảy ra không theo ý mình muốn. Họ làm cái gì đó mà cho nên mình không hiểu là tất cả những cái lo lắng của mình nó nghĩ xấu cho họ rất là nhiều. Bởi vì càng tham thì nó càng ích kỷ, càng ích kỷ thì nó càng nghĩ xấu, càng nghĩ xấu người bao nhiêu thì mình càng khổ trong lòng bấy nhiêu. Thì cái khổ tâm đó chính là do mình không có tu thiền. Cho nên tu thiền là bắt đầu chuyển hóa nội tâm. Mà thiền nó cũng có hai loại, một là thiền định để tâm mình yên, hai là thiền tuệ để tâm mình sáng. Thì cái tâm mình sáng đạt đến cái chỗ vô ngã thì đó gọi là Nibbanam Brahmatham Sukham, hạnh phúc lớn nhất, phước báo lớn nhất đó chính là Niết Bàn. Nên bố thí không bằng giữ giới, giữ giới không bằng tu thiền, là vậy. Amen.